Đến với năm sao lưu bao lâu lắm rồi mình mới nói câu này luôn á. Thì nói thật luôn, đây là lần đầu tiên mà Lưu đến Phú Quốc mọi người, và đợt này thì tụi mình sẽ ở JW Marriott Phú Quốc. Đây là một trong những khách sạn mà đối với Lưu là một trong những khách sạn bậc nhất tại Phú Quốc, và Lưu rất là đang kiểu hào hứng để có thể trải nghiệm ở đây. Thật ra thì tụi mình chỉ có 24 tiếng ở đây thôi, vừa đi nghỉ dưỡng kết hợp với lại đi công tác luôn, cho nên là thôi thì mọi người follow mình nha, nhớ follow Lưu Eating, follow Instagram của Lưu. Ok, đi lấy đồ. Sẽ có trà cho mọi người uống và tôi sẽ đợi check-in. Lối để xuống biển mọi người, rồi mọi người thấy được là biển rất đẹp luôn á. Và đây là bãi biển riêng nha, bãi biển riêng. Thì đây là cái căn villa của tụi mình. Đó. Trời ơi, ở đây là chụp hình là tuyệt vời. Đằng kia thì có cái chỗ để phơi nắng. Đúng không? Hồ bơi, hồ bơi vô cực. Có một cái hồ bơi vô cực ở đây. Đây, hồ bơi vô cực view biển. Quá xuất sắc luôn. Xin mời. Đây là phòng của tụi mình. Đây là phòng gà đô nha. Giường đô, giường hai giường. Ở đây thì có đầy đủ. Wow, dễ thương. Rất là dễ thương luôn. Tuy là Lu không ăn được chocolate nhưng mà Lu cũng sẽ rất là trân trọng cái này. Một cái welcome rất là dễ thương. Và đây sẽ có một cái bữa ăn của tụi mình vào tối hôm nay. Giờ mình có máy pha cà phê, có cà phê xay. Có cà phê xay, anh quay cho mọi người xem. Ở đây sẽ có cà phê ép, cái này là cà phê ép. Rồi. Ôi, sốt sắc. Chân chân. Một cái bồn tắm. Nếu mà bồn tắm này ở hướng biển nữa là tuyệt vời ha. Nhưng mà thời đại ở đây cũng rất là ok rồi. Rất là ok luôn đó. Rồi mày có chỗ tắm đứng nè. Đây, buổi sáng dậy thì không cần phải dành. Mỗi đứa một nơi, không cần phải dành. Đây là chỗ ngủ của em. Giường ngủ của em.
đùa. Và ở đây thì sẽ có con bạn ủi kìa. Sớt sát nhau một điểm cộng nha mọi người. Con bạn ủi. Ai có cái nón. À, có cái nón lá. Dễ thương quá. Tí nữa mình em ra ngoài mình chụp hình đi. Xong rồi bên này. Và tôi thấy là rất là tâm lý, tại vì ở đây là sẽ có cả dù nữa mọi người. Xong rồi ở đây thì sẽ có dép để mang ra bên ngoài. Cái này là dép mang ở trong phòng đây. Ủa lẹ vậy luôn á hả? Thì đây em cũng hơi đau chân, để đây tặng nha, tiếp rồi tính sau. Rồi nhà hàng mà Lu đang ngồi tên là Tempest Foodies. Thì nhà hàng này Lu thấy là sẽ để xem nha. Tại vì hồi nãy lúc mà Lu xem menu á thì ở đây sẽ rất là đa dạng món, ví dụ như là có món Việt Nam, có món Âu và có cả món Nhật. Đây sẽ có đa dạng. Và ba nền ẩm thực này thì mỗi một nền ẩm thực thì sẽ có rất là nhiều món trong này. À đặc biệt là ở đây sẽ còn có món chay nữa nha các bạn. Mức giá thì tôi thấy là ở đây thì sẽ hơi cao một tí, vì mức giá ở đây trung bình sẽ tầm khoảng 300 cho đến cỡ 500 nghìn một món. Nước thì sẽ tầm cỡ 90 cho đến khoảng 200 một món. Không gian thì giống như nãy giờ tôi có lia cho các bạn xem đó, thì không gian ở đây với luôn là rất là ok, rất là đẹp. Nói chung là kiến trúc thiết kế ở cái khách sạn chay đất thì không có gì để chê á. Bây giờ thử ăn pizza. Đến nay là luôn cho ăn miếng nào, anh bạn thân đã ăn hết 2 miếng rồi. Ngon không anh? Ngon không? Bình thường nó sẽ không có giòn. Ăn cái gì là nó ngán. Ngán không? Hải sản rất là tươi nha. Ở trong này thì sẽ có mực, có bạch tuộc đó, xong rồi có tôm. Nhưng mà cái mà Lu thích là cái vỏ bánh, cái vỏ bánh rất là đặc biệt luôn. Ăn nó thì giống như là sẽ ở đây kiểu như mỏng vừa đủ mọi người, xong rồi ở đây nó sẽ giòn, cháy xém nhẹ, có cái mùi khói nhẹ nhẹ nhưng mà kiểu dễ chịu lắm. Có bơ không, nhưng mà cái cách mà họ nêm á nhẹ nhàng, không có bị kiểu như là bị quá nồng cái hương vị hải sản quá nhiều, nhưng mà cân bằng lại là sẽ có cà chua, có bắp với lại bơ để có thể làm cho cái miếng này ăn rất là dễ chịu. Được ổn. Nhưng mà anh nghĩ là mình ăn hết rồi không? No lắm. No, hai miếng là no rồi không? Tại vì do là chiều nay thì tụi mình sẽ có một cái event, và tối nay thì sẽ ăn fine dining nữa, cho nên là giờ này thì chỉ có thể là ăn trưa cho nó lấp bụng thôi mọi người, để tí còn ăn. Cho nên tôi nghĩ là chắc là cái này mình sẽ gói để mang về phòng tối nay, thì ngồi ngắm biển vừa chiêu vừa ăn cũng được. Nói chung là các bạn viên ở đây rất là dễ thương hơn á, đưa cho mình một cái cuốn student book. Và trong này sẽ có tất cả các hoạt động luôn mọi người. Và bản đồ. Và bản đồ. Đây, một cái kids activity calendar kìa. Xuất sắc nha. Thiệt. Tên tên. Đây là dành cho người lớn. Đó, thì sẽ có những cái như kiểu là xe đạp, tour xe đạp, yoga vào buổi sáng. Cà phê, làm áo, lồng đèn. Rồi đó, nói chung là rất là nhiều luôn, thì cứ cần nhìn vào cái khung thời gian này và mình đến. À thực ra là cái này các bạn nên gọi cho lễ tân trước,
để các bạn hỏi xem là có cần đăng ký như thế nào hay không á, xong rồi mình thẳng đi nha mọi người. Thì nói chung là thích quá xịn sò luôn á. Vui. Nói chung là về mặt visual rất là ok, rất là good. Đây, tối nay thì mình sẽ đi ở đây. Hơn. Nhân dịp Blackpink ra bài mới thì chúng ta không, nhưng mà được một cái là đúng nghĩa là vô đây thì thời tiết dịu xuống á, trộm biết rất mát, trộm biết đây nè. Ở đây sẽ có trà chiều. Biết đâu ngày mai mình sẽ ra đây uống trà chiều anh. Ok. Anh bạn thân của Lô thì đòi là đi xem phòng gym. Nên làm gì đó. Ngày mai cũng tập mà nè. Còn hay là coffee. Dàn máy của Techno Gym luôn. Cho những bạn không biết thì Techno Gym là một trong những brand làm máy gym gần như là hàng đầu của thế giới luôn đó. Máy đập xe dạng Smith. Nó là cái kiểu để tập xóa, tập diệt đường. Nhưng mà nó kiểu nó có hai cái bên để đỡ phụ mình. Đấy. JW Marriott, tại vì tí nữa thì luôn phải về lại Sài Gòn để ngày mai lại có việc. Cho nên là bây giờ thì những các bạn đi uống cà phê, ăn một ít bánh sáng nhé. Đi thôi. Yeah. Để quay không gian chỗ này cho mọi người xem.
đây. Ta-da. Đây là hồ bơi con sò nha mọi người. Thì hồ bơi này nói chung là phải đứng ở trên cao á, tức là các bạn phải đi lên ở trên cái khu này nè thì nhìn xuống mới thấy rõ được. Thì ở đây á, là mỗi một cái khu thì đều sẽ có hồ bơi, và cả cái khu lưu ở thì cũng sẽ có hồ bơi luôn, và đều là hồ bơi vô cực để có thể nhìn ra hướng view biển, cho mà rất là thích luôn á. Ok, Lu mới vừa check out xong thì nói chung là theo những cái mà Lu trải nghiệm từ ngày hôm qua cho đến hôm nay nha, thì Lu thấy đều là dịch vụ và chất lượng ở JW Marriott Phú Quốc cực kỳ tốt luôn á mọi người. Bởi vì là cái lúc mà Lu đến đây thật sự luôn là Lu không kỳ vọng quá nhiều, Lu sợ thất vọng, Lu sợ thất vọng, cho nên là Lu có mang một cái tâm thế là ok, mình đi nghỉ dưỡng kết hợp với lại làm việc. Nhưng mà đến khi mà từ cái lúc mà Lu được bước xuống đón chào ở khách sạn cho đến tận giờ phút này thì những cái dịch vụ ở đây Lu đều cảm thấy là perfect. Về mức giá phòng á, thì mức giá đây sẽ dao động từ 10 triệu cho đến khoảng 230 minute. Từ hồi nãy Lu có chụp lại, mức giá phòng ở đây thì sẽ là từ 10 triệu cho đến 225 triệu cho một đêm. Tuy nhiên là cái mức giá này thì sẽ có sự thay đổi, ví dụ như là có những cái tháng được những cái chương trình khuyến mãi cho nên là sẽ rẻ hơn. Cho nên là nếu như mà để chắc ăn thì các bạn có thể truy cập lên website của JW Marriott Phú Quốc để các bạn có thể xem về giá phòng. Tại vì luôn nhớ là giá phòng ở trên đó thì sẽ rẻ hơn hay sao á. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều hạng phòng luôn. Nếu như mà mọi người có gì thì mọi người hãy đến đây và trải nghiệm thử nha. Và thật sự là rất lâu rồi Lu mới quay một cái video 5 sao Lu Bao. Và 5 sao Lu Bao này thì quá chất lượng luôn rồi. Cho nên là rất rất mong là trong thời gian tới thì Lu sẽ có dịp để có thể đi trải nghiệm nhiều hơn. Không những là 5 sao Lu Bao ở Sài Gòn mà 5 sao Lu Bao sẽ còn ở những cái tỉnh khác và ở nước ngoài nữa. Yeah. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Vừa đừng quên subscribe cho Lu Eating và Instagram của Lu nha. Bye bye.